Bài 26, chúng ta vào phần hội thoại số 1. Hội thoại số 1 ở đây ạ. Các bạn nhìn vào cái hình ảnh ở đây thì đây bạn này, bạn ấy chắc là bạn đang đau đầu và bạn đến hiệu thuốc để mua thuốc đấy ạ. Thì Yaksa là người bán thuốc. Đó, Yaksa là dược sĩ đấy. Yaksa hỏi: "Ồ, thức kêu số số, bạn đến đây có việc gì vậy?" Bạn Paru này bạn trả lời: "Morika apa ho." Đây là vì đau đầu. Morika apa aputa thành apato, vì đau đầu nên tôi đã đến. Người bán thuốc lại hỏi, Yaksa lại hỏi tiếp: "Onje butu apui sotsoyo?" Bạn đã đau từ khi nào vậy? Đây aputa đau. Bạn đau từ khi nào vậy? Ojet pam butoyo. Ojet pam đây là đêm hôm qua. Butoyo là từ, từ đêm hôm qua là ở trên phòng phụ thuộc. Ở trên chỗ nêu kê huê xích y sô hô su rưng là hôm qua có cái bữa tiệc liên hoan công ty nên tôi đã uống một chút rượu. À, sul temune kron kakanneo. À, hình như là vì rượu. 밥을 먹은 후에 이야기는 드세요. Sau khi ăn cơm thì bạn hãy uống thuốc này. 네, 감사합니다. Vâng, cảm ơn. Từ mới đây chúng ta có từ mới đó là huê xích, đó là liên hoan cùng công ty ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này nhé.26과 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 대화 1. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. Chúng ta nghe lại một lần nữa nhé. 26과 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 대화 1. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. Các bạn ở nhà đọc đoạn này, đa phần các bạn đọc rồi chứ ạ? Bây giờ tôi sẽ mời từng bạn một đọc từ đầu đến cuối nhé. Tôi mời bạn Trang trước nhé. Nè. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 언제 저녁에 회식이 있어서 술은 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약은 드세요. 네, 감사합니다. 네, 오케이. 그때요, 뭐야, 뭐야. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술은 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요.
밥은 먹은 후에 일약 끊드세요. 네, 감사합니다. 네. 오케이. 그 다음 뭐야, 뭐 해요? 어떻게 오셨어요? 우리 가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술은 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥은 먹은 후에 이 약은 드세요. 네, 감사합니다. 네, 오케이. 마이 Ngọc. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤 밥은 먹은 후에 약은 드세요. 네, 감사합니다. 네, 오케이. 어, 잠깐 chưa đọc sao phải không? Có đọc rồi. Bây giờ tôi sẽ đang mời các bạn đóng vai ạ. À. Sẽ bạn là bạn Hà sẽ đóng vai là Giác Sa và Dược Sĩ, bạn Ngọc sẽ đóng vai là Paru nhé. Tôi okay. Marika Apasu Wasayo. Ơn chế bù thơ Apu sát sở yếu. Ơ chết băm bù thơ Ơ chê chơ nơ kê Huê sĩ kì Y sơ sơ Su rừng chôm Mà sát sở yếu. À, 순 때문은 순 때문에 그런 것 같네요. 밥은 먹은 후에 이 약은 드세요. 네, 감사합니다. 네, bây giờ mời bạn Trang đóng vai là Giác Sa, còn bạn Hiếu đóng vai là Paru nhé. 네, 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술은 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥은 먹은 후에 이 약은 드세요. 네, 감사합니다. 네, 오케이. Đây là cái việc mà chúng ta trong bên Hàn Quốc chúng ta đi mua thuốc là như vậy đấy. Và cái lý do chúng ta tí nữa chúng ta nói cái lý do này này. Ví dụ như không phải là đau đầu chẳng hạn, đau chân, đau răng hay đau mắt chẳng hạn, chúng ta cũng có thể thay vào nhé. Vì đau mắt thì tôi đã đến, mắt thì chắc chắn là sẽ có thuốc thôi. Nhưng mà người ta đây cứ thuốc này là nói chung rồi nhé. Bạn này bạn đau đầu vì hôm tối hôm qua ở công ty có một buổi tiệc rượu liên hoan. Ok, chúng ta sang phần từ vựng phần này nhé. Từ vựng phần này chúng ta có xin chê.
chi chê là các bộ phận cơ thể. Thì chúng ta biết ở bên trên ấy thì chúng ta có cái câu là aphuta là đau đúng không ạ? Aphayo. Apa. Apago. Watsoyo. Watsoyo. Đúng không ạ? Thì cái gì apa thì chúng ta cho vào đằng trước nó. Đầu tiên chúng ta có Mori apa, Mori. Mori ga apayo. Mori ga apaso watsoyo. Dạ. Tiếp theo chúng ta học các từ vựng về bộ phận cơ thể các bạn nhé. Ở đây ạ, chúng ta có các bộ phận cơ thể như sau. Đây là tóm tắt ạ, một số cái bộ phận mà chúng ta đơn giản. Ví dụ đầu tiên là mơ đi là đầu. Sau đó quy là tai. Ơn gul là cả cái khuôn mặt này. Ơn gul là cả cái khuôn mặt này. Nhá. Trong cái ơn chúng ta có nun là mắt, khô mũi, íp miệng nhá. Tiếp theo chúng ta có vai là ok, cánh tay là pal, xôn là tay, mồm là cơ thể, pe là bụng, người pe đây ạ, mồm là toàn bộ cơ thể này, pe này. Pal nó chính là cái cánh tay này. Dạ. Ok là cái vai này. Đây, ok. Tiếp theo hơi đi là eo, hơi đi này. Và cái khu vực mà lưng ở bên dưới này cũng gọi là hơi đi ạ. Cho nên hơi đi nhiều lúc chúng ta là eo và thắt lưng cũng là hơi đi. Thắt lưng. Tức là phía thắt lưng của lưng mình ấy, chứ không phải là cái thắt lưng đâu nhé. Xôn mốc, mốc đây là cổ, cho nên xôn mốc đó chính là cổ tay. Xôn carac là ngón tay. Xôn carac thì mặc định là xôn carac là ngón tay, xôn là tay rồi, carac là ngón, thì chân sẽ là gì ạ? Al carac trong này này nhá. Murup là đầu gối, murup đầu gối bánh chè đấy ạ nhé. Tha đi là chân, tha đi là cả cái chân này thì gọi là tha đi. Palmok, pal là chân rồi, mok là cổ thì palmok là cổ chân. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mỗi người đọc một lượt ạ nhé. Đầu tiên mời bạn Ngọc đọc từ đầu đến cuối những cái từ vựng về bộ phận cơ thể này ạ. Quy, ơn cun, mơ ri, nun, cô, ít, ok, pan, sun, mum, pe, pe, hơ ri, sun mốc, Cái gì? Xôn, xôn. sôn mốc, sôn ca rác, Tari, Pan Mok, Murun, Ok. Tiếp theo mời Hà đọc từ đầu đến cuối. Pan. Quy, Ơn Khun, Mơ Ri, Nun, Khổ, Íp, Hơ Ri, Sôn Mốc, Sôn Ca Đắc, Ta Ri, Pan Mốc, Ok, Pan, Son, Mom, P, Mu, Mu Đức, Pan. Ê, mời Trang ạ. Quy, Ơ Cul, Mơ, Mơ Ri, Nun, Khô, Íp, Hơ Ri, Son Mốc, Son Karak, Ta Ri, Ban Mốc, Ban, Mu Rức, Be, Mồm, Sồn, Bàn, Ok. Ok, mời Hiếu ạ. Quy, Ơ Cul, Mơ Ri, Nun, Khô, Íp,
머리, 손목, 손가락, 다리, 발목, 어깨, 판, 손, 몸, 배, 무릎, 판. 오케이. Tiếp theo bây giờ chúng ta mỗi người đặt một câu với cái từ vựng này, ví dụ như là đau đau đầu chẳng hạn là mơ đi, mơ đi ga apayo apayo. Thì bây giờ mỗi người đau một bộ phận này ạ. Tari ga apayo. Tiếp theo bạn Hiếu. Heaka apayo. Tiếp theo bạn các bạn khác. Tarika apayo. Tarika apayo. Sun sunkarat sunkaratka apayo. Tiếp theo bạn Hà. Ok ka apayo. Ok apayo chan. Pe ka apayo. Pe ka apayo. Mắt đau đau mắt là gì ạ các bạn? Nuni apayo. Nuni apayo. Rồi. Đau đau gì đó nhỉ? Đau chân rồi. Đau cổ tay. Somoki apayo. Somoki apayo. Rồi. Đau cơ thể. Momi apayo. Momi apayo tức là chúng ta ốm luôn đấy ạ. Tức là ốm liệt giường nhé nhá. Chúng ta hay xin nghỉ đấy, momi apayo. Tiếp theo chúng ta sẽ xong rồi, tiếp theo đó chính là phần bởi vì đây chứng bệnh ạ, thì chúng ta đoạn hồi thoại ban nãy đi mua thuốc ấy, đây là vì đau đầu đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta có thể là vì đau mắt nên đã đến nuni apayo quá sôi đúng không nhá. Ở đây chúng ta có một cấu trúc cơ pháp. Ở đây chúng ta có cấu pháp là n ơn huê. Thầy giáo viết lại cái này. Động từ đi với n hoặc là ơn huê. Đấy. Và cái chữ e này có thể có hoặc không có cũng được các bạn nhé. Thì động từ đằng trước nếu mà có, nếu mà không có phụ đáy thì sẽ thêm chữ n vào thành phụ đáy. Còn nếu mà có phụ đáy rồi thì thêm ân phụ e. Đó chính là sau khi thực hiện hành động này. Ví dụ như là sau khi ăn thì đánh răng ấy ạ. Hay là sau khi làm việc thì về nhà. Thì chúng ta có nói được không ạ? Sau khi ăn thì các bạn nói như nào? Mokun huê. Hả? Mokun huê. Đúng rồi, sau khi ăn là mokun huê. Còn mình cứ nói sau khi ăn xong rồi đó mình nghĩ hành động gì tiếp theo mình lại nghĩ tiếp. Nhá. Sau khi ăn thì đi về nhà chẳng hạn. Nói như nào? Mokun mokun huê. Chipe. Wayo. Wayo. Chipe wayo. Ok. Hoặc là gì ạ? Sau khi đi chợ thì tôi nấu ăn thì nói như nào? Đi chợ các bạn biết là cái gì không ạ? Si chan ô ta. Đi chợ thì làm gì? Đây là si chang bon hue là sau khi đi chợ nấu ăn nếu là... mà nếu mà hiếu ơi, nếu mà
Nếu mà cho si chang thì phải là ca. Si chang ca. Còn trang ngân pô tà là đi chợ, tức là mình đi chợ theo đúng nghĩa là đi chợ mua thức ăn ấy. Ngân bô ta. Còn si chang e khá đà thì nó là đi đến cái chợ. Nào bây giờ bạn Hà làm câu của bạn Hà đi, bạn Hiếu làm câu của bạn Hiếu, đừng nhảy vào nhau. Tất cả hai không nói nữa à? Thế ơi, câu tiếng Việt là thầy yêu cầu là sau khi đi chợ thì về nhà. Sau khi đi chợ thì nấu ăn. Sau khi đi chợ nấu ăn ạ. Thì cái việc đi chợ thì bạn Hà thì làm là trang ngân bô tà, bạn Khánh, bạn Hiếu thì là si trang ngân khá tà. Quan trọng nhất là các bạn làm thành câu, nhưng các bạn cứ nói ra như thế thì ai biết các bạn nói như thế nào. Bây giờ bạn Hà nói câu của bạn Hà nào. Man. Oh. Đây đây em không biết ạ. Trang ân pon huê si cân man tư rơi ồ. Ừ, thế thôi, biết gì. Mời bạn Hiếu. Si chang e can hu e si kun mantra Ok. Ok, bạn Trang thử nói một câu, nghĩ ra một câu nào. Sau khi học thì ngủ. Combo he ue Em ơi, cái này động từ chỉ việc bỏ mỗi chữ tà đi thôi. Không bu ha tà ấy. Nhá. combo ha hue Bỏ tà đi, không có cụm đấy thì sẽ thêm chữ n thành công bu han huê. Mọi người không hiểu combo ạ? han này combo han huê Tile. Đúng rồi. Mọi người có hiểu cái này không ạ? Quá. Nếu bỏ chữ tà đi không có cụm đáy thì thêm chữ n vào, nếu có cụm đáy thì thêm chữ ân vào đằng sau, sau khi bỏ chữ tà đi ạ, nhớ chưa ạ? Sau thêm hu e vào thì mình làm cái việc gì đó. Tôi cảm giác các bạn cứ mông lung kiểu gì hay tôi giải thích nó khó hiểu. Rồi. Bây giờ nhá, sau khi gọi điện thì đi làm, nói như nào? Đi làm. Chân hoa. Chân hoa han hu e. À, y rơi rồi. Trời, y rơi ổ đâu đấy? Hả? Y rơi ổ là cái gì đây? Inhale. À, đúng rồi, inhale. Đầu ghê. Inhale. Tà chứ không phải lệ il mà là đi với ơi ồ. Ok, nào tiếp theo ạ. Chúng ta sau khi học tiếng Hàn thì đi Hàn Quốc nói như nào Trang? Sau khi học tiếng Hàn Quốc không? Sau khi Hàn Quốc kê Hàn Quốc cơ rừng combo han huê Hàn Quốc cơ Hàn Quốc ơi ka kayo
Em biết hàng vũ cơ là gì không cha? Là cái hàng ấy. Thế nước Hàn Quốc là gì ạ? Hàn Quốc thì phải Hàn Quốc e gài ổ chứ không phải Hàn Quốc cơ gài ổ. Mình đi làm sao đến cái tiếng Hàn, mình chỉ đi đến đất nước Hàn Quốc chứ. Nè. Em còn nhớ cái câu là huê say gài ổ không? Say Kayo. Đây là đi đến công ty thì việc chỉ việc bỏ cái công ty này đi cho Hàn Quốc vào thì là đi Hàn Quốc ngay chứ có gì đâu. Hàn Quốc Kayo. Thế là xong đi. Thấy chưa? Thế bây giờ bạn Hà nghĩ ra một câu mà không phải là thầy giáo gợi ý mà. Vâng ạ. Dân hoa rừng ôn hưu ôn hưu e chai ồ dân hoa vui chai ồ rồi ok bạn Ngọc làm một câu Ngọc ơi. Ngọc có đây Ngọc ơi. Có ạ. Em có hiểu cái này không? Có nhưng mà em đang tìm từ vựng. Tìm những cái gì em biết ấy. Ví dụ như là sau khi ăn cơm thì gọi điện thoại chẳng hạn. Có em có biết từ vựng đấy không? Cơm là mực cơm. Không nói được à? Hoa mộc cơn huế, hoa mộc cơn huế, chôn hoa heo. Nhá. Ok, mời bạn Hiếu làm tự nghĩ ra một câu nào, Hiếu ơi. Đây chúng ta nói trình tự mà. Mấy sai ôn huê hàn cu cơ không bu hèo. Vậy sao ôn huê hàn cu cơ không bu hèo? Bây giờ bọn em đã, bạn Hiếu đang ở công ty à? Đang ở nhà. Đang ở nhà sao lại dùng là huê sai ôn huê. Chipe ôn huê. Chipe ôn huê hàn cu cơ. Công phu heo. Rồi ok. Yeah. Hiếu phân biệt được cô và ca không đấy? Có. Ok. Ví dụ mình đang ở nhà mình nói là đi đến công ty để xong rồi mình học tiếng Hàn ấy thì phải là gì ạ? Phê ra khăn huê nhé. Nào bây giờ chúng ta có ba cái ví dụ như này. Ví dụ đây thì bạn Ngọc sẽ làm ví dụ số 3 nhé. Bạn Hà làm ví dụ số 1, bạn Trang làm ví dụ số 2. Vừa đọc và dịch luôn ạ. Mời bạn Hà làm ví dụ số 1 trước nhé. Y ra kinh ơn chê mở cơ ra về ố. Và phân mở kinh huê tư xèo. Khi nào thì... Cái thuốc này thì uống khi nào? Phải uống khi nào? Phải. Dạ, phải này. Phải. Thuốc này phải uống khi nào? Vâng ạ. Uống sau khi ăn cơm ạ. Đúng rồi. Đúng, sau khi ăn cơm. Ví dụ thứ hai mời bạn Trang. Nè, ô nơi thuê kinh hào cô mua hiểu. Y đi thích nam. Nan huê dòng cưng nan huê đứa thò gặp chữ n đằng sau nó đọc là chữ n em nhé, đọc là cưng nan huê. Cưng nan huê dòng hoa bô rơ khăn can cơ ẻo
Hôm nay ta làm, bạn làm gì? Sau khi ta làm, bạn làm gì? Kết thúc việc. Tôi sẽ là đi. Sau khi chứ? Sau khi kết thúc việc thì sẽ đi xem phim. Thì sẽ đi xem phim, đúng không? Cái này mình dịch là công việc nhé em nhé. Sau khi kết thúc công việc. Chứ bây giờ sau khi kết thúc việc nghe nó hơi cứng nhắc nhé. Nó là công việc. Tiếp theo Ngọc đọc và dịch câu số 3 đấy, Ngọc ơi. Monica Uri Chung Su Han Kai O. Nè Cheka Pangun Sun Hue Sun Kerchi Rin Han Keo. Sun Kerchi Rin Han Keo. Rồi, dịch ạ. Monica Monica, chúng ta cùng dọn vệ sinh nhé. Trông xô ha ra và dọn vệ sinh nhé. Vâng. D. Chế gà phá ngân sân huê. Tôi sau khi quét phòng. Xôn cơ chi rân hà kiểu. Tôi sẽ rửa bát. Sau khi tôi quét phòng xong ấy, thì tôi sẽ rửa bát. Được chưa Ngọc? Trời ơi. Ôi, này bỏ bê quá phải. Cố gắng lên Ngọc nha. Vâng. Thì rồi cố gắng. Tiếp theo chúng ta có phần bộ phận cơ thể này chúng ta sẽ đánh dấu ạ. Từ tập số 1 chúng ta đánh dấu ạ. Mary sẽ vào vị trí số mấy ạ? Mary sẽ vào vị trí. Inburn. Inburn. Nun. Nun Iber. Iber. Khô. Samber. Samber. Pè. Pè. Pan. Panber. Panber. Và khuy. Khuy là ta. Samber. Saber. Sa. À, Saber nhầm. Sa đi. Sari. Khu. Cuban. Nè, Cuban. Pal. Biết rồi nhé. Pal. Pal là 10. Pal. 7. Pal. 7. Pal. Pal. Ok. Ok, ok. Ok là 2. 6. Dục buồn. 1. Một bên, cố bên. Một bên, cố bên. Tiếp theo, ba. Chị bên. Chúng ta hai cái chữ này là khác nhau nhé các bạn. Chữ cánh tay đó là pal. Bảy hơi ra pal. Còn cái chân đó là pal. Khác nhau nhé các bạn nhé. Nào bây giờ tôi mời bạn Hiếu đọc từ đầu đến cuối những từ vựng này. Mary, Nun, Kho, Pe, Quy, Tari, Pan, Oke, Mok, Pan. Đây, ok. Mời Ngọc đọc lại từ đầu Ngọc ơi. Mary, Nun, Kho, Pe, Quy, Tari. Hàng. Ok. Mốc hàng. Ok.
Đây là phần luyện tập số 1, chúng ta sẽ vào phần luyện tập số 2. Luyện tập số 2 chúng ta sẽ vi cream phố miền thơ. Nhìn bức tranh ở bên trên. Poki chorom yegi heboseo. Hãy thử nói giống như ví dụ. Đóng vai Yaksa. Otika apuseo. Bạn đau ở đâu? Merika apayo. Đóng vào vị trí ở trên này. Thì vừa nãy chúng ta đã mỗi người đọc một câu rồi đấy ạ. Và bây giờ chúng ta sang bài số 3. Theo rừng mặt nâng. Theo ai mặt nâng thẻ ra vươn cô đư seo. Đây ạ. Theo đúng cái trình tự như này. Sau khi shopping thì đi xem phim. Uri chubare bo halkayo. Là gì ạ? Chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm gì vào cuối tuần nhỉ? Đúng không? Để theo đúng trình tự nhá. Iyakun otoke mokoya teo. Cái thuốc này phải uống như thế nào? Thì đây thuốc uống ạ. Ăn cơm xong rồi uống thuốc. Thì các bạn chọn đáp án đi ạ. Các bạn chọn câu 1 đáp án số mấy và câu 2 đáp án số mấy ạ? Cả hai đều số 1. Hai cái đáp số 1. 1. Hai cái đều số 1 ạ. Rồi, ăn cơm trước đúng không ạ? Shopping trước. Rồi. Ok. Thì bây giờ các bạn sẽ đóng vai luôn ạ. Bạn Hà sẽ đóng vai là người ca, bạn Trang đóng vai là người na nhé. Uri chumale mua han gayo. Shopping in han hue yong hwa rui bayo. Ok. Tiếp theo là bạn Ngọc đóng. Bạn Ngọc đóng người ca và bạn Hiếu đóng người na. Iya kun. Ở tất kê mơ cơ ra tòa ố. Ok. Ở bên mơ cơn huệ tư xèo. Đấy, ok. Ở bên mơ cơn huệ tư xèo. Ok. Đây, chúng ta đoạn hội thoại số 2 này. Đoạn này lại đau bụng rồi ạ. Nhưng mà triệu chứng bây giờ nó khác rồi ạ. Thì tôi sẽ dành cho các bạn cái này 2 phút để các bạn tự đọc đi ạ. Nhá. Đến 50 thì giáo sẽ gọi. Mỗi người sẽ đọc một lượt. Các bạn ơi, chúng ta bắt đầu nhá. Thầy giáo đọc trước này. Otika phunpin haseyo. Oneun achimbuteo baega apugo sonsa haeyo. Sonsa-reul haeyo.
아침에 뭐 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약은 드세요. 그리고 오늘은 유 제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. Bây giờ bạn là Hà đóng vai là Monica, còn thầy giáo đóng vai là người bán thuốc nhá. Nè. 오디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 쓴쓸해요. 아침에 뭐 드셨어요? 빵하고 우유는 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약은 드세요. 그리고 오늘은 유 제품은 먹지 마세요. 네, 안 계세요. 안 계십니다. 네. 뭐 짱, 너 와이 모니카 하냐, 짱냐? 네. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 쓴살은 해요. 아침에 뭐 드셨어요? 빵하고 우유는 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 빵하고, 그럼 이 약은 드세요. 그리고 오늘은 유 제품은 먹지 마세요. 네, 앉겠습니다. 네. 아, 뭐, Ngọc nhé. Ngọc đóng vai Monica nhé. 와. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사는 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우주는 먹을 때 우주 맛이 좀 이상했어요. 네. 그럼 이 약은 드세요. 그리고 오늘은 요 제품을 먹지 마세요. 네, 앉겠습니다. 네, 오케이. 희호 씨. 예. 네, 희호 씨, 모리카 되어서 선생님하고 연습해 보세요. 반 희호 네. đóng vai 모리카 và luyện tập cùng với giáo viên nhá. 네. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 쓴쓸은 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유는 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 네. 그럼 이 약은 드세요. 그리고 오늘은 유 제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. 네. 그러니까 chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này nhé các bạn nhé. (대화 2) 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. Chúng ta nghe lại nhé. 대화 2. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다.
Đấy, ok. Bây giờ mỗi người đọc thư giúp thầy giáo một lượt cái bài hội thoại này ạ. À? Ngọc chú ý đọc thêm nhá, để các bạn khác đọc trước nhá. Vâng. Đầu tiên mời Hà đọc từ đầu đến cuối nào. Vâng ạ. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 선사른해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유는 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네. 알겠습니다. 네, 오케이. 뭐 짱? 네. 아디가 불편하세요. 오늘 아침부터 배가 아프고 선사는 해요. 아침에 무엇 드셨어요? 빵하고 우유는 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그러니 약은 드세요. 그리고 오늘은 후유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. 네, 뭐 반 히오아. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 선사는 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유는 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약은 드세요. 그리고 오늘은 요 제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. 네, bạn Hiếu chú ý giúp thầy giáo ở chỗ này ạ. Uyu masi chom isang hetsuyo. Uyu ma. Các bạn có nhớ chữ mát thì có nghĩa là gì không? Masi. Xích mát, còn nhớ không ạ? Vị. 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 Xích cái mát, đây là vị của món ăn, nhưng đây là uyu mát, đây là vị của sữa. Nha. Chôm là hơi. Y sang hesoyo, hơi khác lạ. Cho nên cái việc mà các bạn thấy cái gì đó khác lạ ấy, chúng ta có thể nói là y sang hesoyo. Y sang hiểu. Được chưa? Bây giờ mời Ngọc ạ. Otika pun 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 pien haseo onen achim pu achim puter pk apurko son karen hiểu achime em ơi son sa hiểu son sa hiểu achime miền muôn muôn thế này thì đọc muôn từ muôn muôn từ sơ sơ yếu ok bang hà cô uzurin mơ 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 cất nên mơ cất nên thề Uzu Masi Chom Isang Hesoyo Kurumi Yakin Kurum Kurum Kurumi Yakin Kurumi Hong Kurum I Yakin Yep, có số cách Kurum ngắt nhịp Yakin ngắt nhịp thì nó mới có nghĩa chứ. Cái khoảng cách kia là ngắt nhịp. Không phải, cả cụm này y yakun đó là cái thuốc này. Bây giờ em ngắt y ra thì còn gì là thuốc này nữa. Nhá. Kurum y yakun tư seo. Kuriko onen onerun yu che pun mun pumun makchi
마세요. 네. 네. 알겠습니다. 네. các bạn Yuzefum, Yu là sữa, Jefum là sản phẩm ạ, sản phẩm từ sữa gọi là Yuzefum. Isan Hetoyo là cái khác lạ, còn Sơn Sa Theo đây là bị đi ngoài nha. Ok, tiếp theo chúng ta vào phần từ vựng ạ. Từ vựng bây giờ chúng ta sẽ học về chưng sang, đó là triệu chứng ạ. Đầu tiên là triệu chứng cảm cúm, Kamkie Kolida, đây là cảm cúm, bị cảm đấy ạ. Các bạn nhé, bị cảm nhé. Yoninata, yon là nhiệt đấy ạ. Yoninata tức là có nhiệt, tức là sốt đấy ạ. Kichim, kichimun hara, đây là ho. Khonmuri nara, khonmul là nước mũi, nara là chảy ra, nó là chảy nước mũi. Đây là cái triệu chứng của bệnh cảm cúm này các bạn nhé. Tiếp theo, triệu chứng của bệnh đau bụng thì chúng ta lưu ý này, petari nara, đây là bị đau bụng. Sơn xa là đây, bị đi ngoài đấy, cứ suốt ngày ngồi bồn cầu đấy. Tiếp theo, soa ga an tui da, là soa ga an tui da, soa là cái tiêu hóa, an tui da là không được, tức là khó tiêu. Thoa da đây là nôn, thoa da. Đấy. Tiếp theo có cái một số cái tai nạn, đó là sonun peda. Sonun peda đây là đứt tay, còn sonun teta là bỏng tay. Panmokun pida là bong gân, còn tariga purojida, purojida thì các bạn nhìn thấy nó gãy chân, gãy lọc luôn. Còn cái panmokun pida đây chỉ là bong gân thôi, bong gân cổ chân đấy. Chúng ta có thể bong cổ tay, chẹo chân này. Đây là tất cả chúng ta có các từ như vậy. Bây giờ mỗi người sẽ đọc giúp tôi một lượt nhé các bạn nhé. Bây giờ mời bạn Hà đọc dòng trên cùng. Cam kia cân ly ta Yorina ta Kichimunha ta Hotmurina ta. Bây giờ bạn Hà chuyển thành đôi câu yo giúp thầy giáo vậy. Cam kia cân liều yo ri na yo ki chi mun heo hot mu ri na yo. Ok. Thế bây giờ hiện tại bạn Hà có dính triệu chứng nào trong này không? Anio. Ok. Rồi tiếp theo, bạn Trang sẽ chia cái này ở dạng quá khứ được không ạ? Bốn từ bên trên cùng nhé. Nè. Cam kia cơn kia soyo. Hả? Cam kia cơn dia soyo. Cơn. Cholesterol. Cholesterol. Quá khứ mà. Nè. Yonki ở đâu em? Yori. Yori. Not soil. Ok. Ngon. Kimchi mun hết soil. Đúng rồi. Đúng rồi, kimchi. Em nhầm. Tiếp theo, để đưa mũi. Khonmuri nát soil. Khonmuri nát soil. Khi em bị sốt thì hoặc là khi em bị cảm cúm thì em đã bị ho, em đã bị sốt. Hoặc là gì ạ? Corona. Rất dễ. Corona. Corona bỏ cái cam kia này đi. Corona ấy. Cholesterol thì yonin natsoyo to kichim hetsoyo hay là khonmuri natsoyo. Nào bạn Hiếu cho kinh nghiệm ạ. Khi mà bị corona thì bạn bị những triệu chứng nào trong này? Bị cả bốn luôn.
nhóm 4 thì đương nhiên rồi, nhưng mà triệu chứng của cảm cúm là bị thế, nó giống kiểu cảm cúm. Bị cả 4 là cái bị cái gì ạ? À, dari nasal Đây là kichimun hesal nhưng mà hết rồi kumuni nasal. hả? À, không muốn đi nát rồi thì các bạn, thì bạn hiểu chỉ cần bỏ chữ tà đi thêm chữ cô, đây bỏ tà thêm cô và ở đây chia chúng ta là nát rồi là được. Yoninago kichim hago kumuni nát rồi. Bạn hiểu 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 chưa? Rồi. Tức là thay cho việc ba nói ba cái là Yodi Nasoyo, Kim Hesoyo, Kumudi Nasoyo thì chúng ta sẽ nói thành một câu như vậy. Từ từ nối cô thì đằng trước nó không cần phải chia cái thì nào cả. Ok, tiếp theo cái thứ hai. Cái thứ hai đây ạ. Mời bạn Hiếu đọc cái dòng số 2. Hetari nata sansarun hata soha ka an tuita tohata Đấy, ví dụ như bị đau bụng thì nói như nào? Tôi bị đau bụng. Bây giờ tôi đang bị đau bụng nói như nào? Bạn Petarin nayo. đúng rồi, tetarin này. Tại vì bây giờ đúng không ạ? Nếu mà đã bị đau bụng rồi thì là tetarin afoil. Ok, tôi đã bị đi ngoài rồi thì nói như nào? Tôi bị đi ngoài, tức là sơn gan niêm mạc Sơn đi ngoài. sao Xô ra hết rồi. Tôi bị khó tiêu, tôi đầy bụng. số ca Đúng. tuê ản tuê số ca ản tuê Đô là ăn gì? Tôi đã bị nôn, nói nào. thô heo Thua hết rồi mà. đám đúng thô hết sợ Nôn rồi, bây giờ không nôn nữa. Thua hết rồi. Nào, tiếp theo, câu còn bốn từ bên dưới ạ. Mời bạn Trang đọc cái Trang. nè. Sonen beta, sonen teta, ban mô kinh bida, barika burochida. Rồi bây giờ những cái này ở thì hiện tại của em bị đứt tay nói như nào? Sonen beo. Bêu, ok. Tiếp theo tôi bị bỏng bỏng tay nói như nào? Sonen teo. Bêu, rồi tôi bị bong gân nói Ba ba mô kinh pio nào? Bằng gân. pio yo Kiyoyo, đúng rồi, Kiyoyo, đúng rồi. Tôi bị gãy chân. tari kaburo chio Ok, Tarika Kuro Choyo. Ok. Tiếp theo chúng ta có cái Chimaseo, động từ đi với Chimaseo các bạn nhé. Đừng làm một việc gì đó. Bây giờ nói đừng ăn, nói nào. Mộc Ok, thế đừng ăn thịt lợn, nói nào. ma Chúng ta biết ăn không biết ăn thịt lợn, ngoài cơm cơm là pạt ra thì các bạn có biết ăn cái gì nữa? Thế bạn Hà hôm nay ăn cái gì ạ? làm miền Làm miền. Đây là bây giờ, tức từ sáng giờ ăn cái gì rồi? Mỗi pạt với làm miền rồi à? Không ăn thức ăn, không ăn rau à? quá Quay in, quay in một chút xíu. Những cái nào không tốt cho cơ thể hoặc là đang trong lúc ốm đau ấy, thì không tốt cho cơ thể thì chúng ta sẽ dùng là cái đó, không ăn không uống cái đó đúng không ạ? Ví dụ như bị cảm lạnh, bị cảm chẳng hạn thì không đi uống rượu, bị sốt thì không đi uống rượu, đấy. Ho thì không nên tắm lâu,
Đấy là những cái mà chúng ta lưu ý để chúng ta khuyên người khác. Ví dụ bây giờ đau bụng thì khuyên người ta như thế nào? Chua ga ăn dưa là thì khuyên người ta như nào? Thế để giáo lấy ví dụ trước nhé. Động từ thì đi với chima siêu. Thì bây giờ thì chúng ta ví dụ như đừng ăn thì chúng ta lấy ví dụ rồi. Thế đừng uống thì nói nào? Masi chima siêu. Đúng rồi. Thế đừng đi thì nói nào? Kachima siêu. Ồ, kachima siêu. Kachima. Kachima, đúng không? Kachima. Trong phim vậy không? Không phải trong phim mà trong bài hát. tôi thấy trong cái bài hát. Ồ. Đô kachima. Nô chì gừng khá miên đá khứt chó. Bài hát gì? Because I love you Hàn Quốc ra không? À, ăn uống này, đi này, mặc là gì ạ? Mặc là ít ta, trời các bạn quên nhiều thế. Thế đừng mặc nói nào. Ichimaseo. Đúng rồi. Ví dụ như sơn dương niêm. Chima ichimaseo. Chima là gì các bạn biết không? Váy. Váy. Thì các bạn khuyên sơn dương niêm. Chima. Chima rư. Ichimaseo. Thầy giáo đừng có mặc váy. Được chưa? Thế những cái việc mà chúng ta làm ấy, ví dụ gặp chẳng hạn. Gặp thì là gì ạ? Manata. Manata, thế đừng gặp thì nói như nào? Manachimaseo. Đúng rồi, thế bây giờ bảo đừng gặp thầy giáo thì nói như nào? Sensei manachimaseo. Đúng rồi, sensei manachimaseo, đúng thế. Thế đừng gặp người con trai đó thì nói như nào? Cứ nam cha cứ nam cha à cứ nam cha các bạn cứ nói đi, câu của ai người ta cứ người các bạn cứ nói đi chứ các bạn cứ thấy nghe người khác các bạn xong lại không nói. Nam chin cu mana chi ma seo cứ nam cha chin cu hoặc là cứ chin cu cứ chin cu cứ chin cu mana cứ chín cú rưng mà na chi mà hiểu đừng gặp người bạn đó. Ok, thế đừng nghe nói nào, nghe đừng nghe tư rư chi mà hiểu tư rư cái gì mà tư rư ở đây có ư đâu mà thêm tư rư bỏ mỗi chữ tà đi thôi mà tất chi mà hiểu tất chi mà hiểu tức chima seo. Ví dụ đừng nghe thầy giáo, đừng nghe thầy giáo thì nói như thế. Sensei-nin. Tức chima seo. Thường là chúng ta sẽ nói là sensei-nin ma là lời nói của thầy giáo ấy, tức chima seo, đừng nghe lời thầy giáo. Thế là gặp người nghe này, thế nói đừng nói thì chúng ta sẽ thành như thế nào ạ? Đừng nói. Nói là gì các bạn có nhớ không ạ? Manta. Mahata. 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 Đừng nói là gì ạ? Manachima. Manachima seo. Đấy, Manachima seo. Đừng nói mà ra chi mà gì không câm mồm luôn không phải đừng nói mà câm mồm luôn. Ok, đấy thì chúng ta sử dụng những cái động từ như thế để chúng ta sử dụng được ạ. Ví dụ như này, ăn, đây là khuyên đừng ăn đúng không ạ? Khuyên đừng ăn cái gì nó không tốt đúng không ạ? Đừng ăn thuốc chuột chẳng hạn. Uống, chúng ta khuyên là đừng uống nhiều rượu. Đấy, đừng uống nhiều rượu. Rượu vẫn uống được. Đi, ví dụ đừng đi đâu đó.
ví dụ đấy nó nguy hiểm, chúng ta nói đừng đi. Ví dụ đừng đi Hà Nội, chúng ta sẽ nói như nào? Hà Nội 가지 마세요. OK, Hà Nội 가지 마세요. Tiếp theo nhé. Thầy giáo nói như nào? Đừng đi Hà Nội cùng thầy giáo nói như nào? Sơn sơn nim kachi Hà Nội kachi maseo. OK. Nhưng mà ví dụ nói là hãy đi Hà Nội cùng với Hiếu nói như nào? Hãy đi Hà Nội cùng với Hiếu. Hiếu si ca chi Hà Nội ca seo. Đấy, đúng rồi. Cái mệnh lệnh ấy thì là động từ đi với ư theo, nếu không có cụm đáy thì không có ư, mà có cụm đáy thì ư theo. Thế thôi ạ. Nhá, một cái là khuyên người ta đừng làm gì đó, một cái khuyên người ta hãy làm gì đó. Được ạ. Cái này chúng ta khuyên đừng nhá các bạn nhá. Ví dụ bạn Hà bảo là bạn Hà và bạn Trang bảo với bạn Hà đừng đi gặp cái tên đó, đừng đi gặp người đó. Thì là Trang bảo với Hà như thế nào? Đừng đi gặp người đó. Đừng đi gặp người đó. 사람 chi maseo. Em ơi, cứ 사람. Cứ 사람 chi maseo. Ô, gặp cái gì? À, cứ 사람 mà. Mana 드세요. Mana 치 마세요. 그거 그 사람 만나지 마세요. 그렇지. 야. 그 사람 만나지 마세요. 오케이. 어, 여기 chúng ta có mấy ví dụ đây ạ. Mời bạn Hà đọc và đọc câu hỏi, đọc câu số 1 và bạn Ngọc đọc câu số 2 nhé. Vâng ạ. Yori mani nani ga ohun bakke nagajimaseyo. Nè, an kesamida. Ngọc có biết người ta bảo mình gì không? Như bị ốm vậy. Ngọc hiểu cái câu người ta vừa nói bên trên là như thế nào? Hôm nay đừng do gì là sốt, đúng không? Sốt ôn lên hôm nay bạn sốt đừng ra ngoài. Nói chung là cũng đúng 80% rồi. Bạn Hà dịch chính xác nghĩa của câu này để cho 100%. Bị sốt nhiều thì hôm nay đừng ra ngoài. Ở Việt Nam có dùng từ sốt nhiều không ạ? Sốt nặng ạ. Đúng rồi, chúng ta dùng sốt nặng hoặc là sốt cao. Vì là bạn sốt nặng hoặc vì bạn sốt cao nên hôm nay đừng đi ra ngoài. Đây ăn cái xin ra. Đấy Ngọc nhá. Có thêm Nika đây là vì này. Tiếp theo câu số 2, mời Trang đọc câu trên và bạn Hiếu đọc câu dưới ạ. 소화가 안 되고 계속 토해요. 예약은 드세요. 그리고 오늘은 밥은 먹지 마세요. 어, bạn Hiếu dịch cho em là bạn Trang vừa nãy nói câu gì bên trên? Có hiểu người ta nói cái gì không? Đúng rồi. Soa ga an deugo.
Suho ra ăn tươi là đó là bị khó tiêu. bị khó tiêu, kế xúc thôi hiểu. Cái sắp thôi Kế xúc là liên tục, thôi hiểu là nôn. liên tục nôn. Bạn Trang, bạn Hiếu nói như thế thì bạn Trang dịch như nào? Trang dịch câu số 2 dưới này. Mình bị như thế xem người ta bảo là tư vấn cho mình như nào. Hay uống thuốc này. Vậy lên Không, cứ đi cô hôm là vài nhé. và hôm nay đừng ăn cơm. Rồi, ok. Ok. Hãy uống thuốc này và hôm nay đừng ăn cơm. Hôm nay bạn đừng ăn cơm. Đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ luyện tập phần số 2 này. Chúng ta có một số cái bức hình này. Thì các bạn vui lòng là các bạn nối giúp thầy giáo vậy ạ. Cái đầu tiên là cái gì ạ? Cái bức tranh số 1 nối với số mấy ạ? Sơn nên đi cả. beta beta đúng không? Beta. Sơn beta chứ, Sơn beta. Tiếp theo, số 2 thì là gì ạ? Yori Yorinata. Yorin là Yorinata. bà. Yorinata. Yorin là bà. Số 3. Chắc là tiêu hóa không tốt đấy. Soha ga B, số 3 ăn tươi ra. Số 4. Số 4 là Mong gần đúng không? Mong gần. Pan mốc Ai mong gần. Hamokin pita Bi đà. pita Tiếp theo còn từ ho đúng không? Trang ho kim chi. nhầm Sao? Nhầm càng nhớ em ạ. Ê. Tiếp theo câu này ạ. Theo hóa đơn lịch cô, bạn nên thể ra vân cô đưa CEO. Các bạn hãy đọc hội thoại và các bạn chọn đáp án đúng. Câu số 1 các bạn chọn ý mấy ạ? Số 1. Một. Số 1. Thì một chọn số 1, câu 2 chọn như mấy ạ? Số 1. Số 1 luôn. Số 1. Hai hai câu đều số 1 đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đọc nhá, mời bạn Ngọc và bạn Trang sẽ đọc ở câu số 1 và bạn Hiếu với bạn Hà sẽ đọc câu số 2. Mời bạn Trang với bạn Ngọc trước ạ. Hamokun pi 있어요. Biết rồi, em đọc cái thử thắng, em bị nhầm 있어요. đi. Bạn Nhi Cốt Chi Ma Siêu Em đọc lại đi Ngọc ơi. Man Hi Cốt Chi Ma Siêu Đọc nhanh lên ạ. Đọc lại đi Man ạ. Hi Cốt Chi Ma Siêu Rồi đọc lại tiếp ạ. Man Hi Cốt Chi Ma Siêu Bây giờ bạn Trang lại đọc lại câu bên trên và bạn Ngọc lại đọc lại câu bên dưới ạ. Phòng một cơn bị sất sờ bị Bị ớt ớt sờ rồi ồ. Trang đọc lại đi ạ. Phòng một cơn bị ớt sờ Rồi Ngọc. Man Hi Cốt Chi Ma Siêu Trang đọc lại. Phòng một cơn bị ớt sờ Ngọc. Man Hi Cốt Chi Ma Siêu Rồi đọc nhanh nhá. Chào mời bạn Hà với bạn Hiếu ạ. Câu số Yori 2. Nago hotmuri mani nayo. Ừ, bake nakachimaseo. Rồi mời bạn Hà đọc lại. Yori Nago hotmuri mani nayo. Yo. Ừ, bake nak. Ừ, bake nakachimaseo. Rồi mời Hà đọc lại câu bên trên. Yori Nago hotmuri mani nayo. Hiếu. 오늘은 밖에 나가지 마세요. Rồi mời Hà cô tên. Yori 나고 혼물이 많이 나요. Rồi mời bạn Hiếu. 오늘은 밖에 나가지 마세요. Rồi
Mời bạn Trang đọc câu bên trên ạ. Học mơ cơn bịt ớt xoèo. Mời Ngọc đọc câu số 1 đấy ạ. Man hi cơ chi ma xỉu. Ok, chúng ta làm sao cố gắng đọc nhanh một chút nhé. Đây về phần Hoan Tông đây ạ. Hoan Tông này các bạn chú ý này, phần hoạt động nhé. Thì giáp khúc gây thơ, phô ghi trờ rơm, dìa ghi heo theo. Các bạn hãy nói ví dụ giống như ở hiệu thuốc. Giống như phần Poki ở hiệu thuốc ấy. Đây này. Ví dụ triệu chứng của chúng ta là Yoni Mani Dada. Thì lời khuyên đó là Pake Naga Chimaseo. Được chưa? Các bạn lưu ý là như vậy nhé. Đây. Pake Naga Chimaseo. Đây. Lý thuyết là Yoni Mani này. Tư vấn cho người ta bao giờ cũng là gì ạ? Tư vấn cho người ta cái đúng được chưa ạ? Thế bây giờ tôi lấy ví dụ nhé. Là nhớ ni mà ni này ổ. Thì chúng ta có thể nói là nói một câu luôn ạ. Nhớ ni mà ni na miên. Nếu mà sốt nhiều ấy, sốt nặng ấy ạ. Thì phạc kê nà ga chi mà thiểu. Các bạn có nói được như thế không ạ? Yori mani namien pake nagashimaseyo. Đây là namien, miên đây là nếu đúng không ạ? Tư miên mà chúng ta học rồi đấy. Yori mani na na thì không có cuộc đáy thì không có ư. Yori mani namien pake nagashimaseyo. Được chưa ạ? Nào chúng ta đọc lại câu đấy đi ạ. Mời bạn Ngọc đọc lại nhé. Nếu mà sốt ấy, sốt nặng ấy thì đứng ra ngoài nói như nào ạ? Yori mani na mien pape pape naka masu. Mời bạn Hà đọc lại câu đấy ạ. Yori mani na mien pake naka chimaseyo. Đúng rồi. Đấy, ví dụ chúng ta thấy ai sốt chẳng hạn, mình thấy người ta sốt thì mình cũng phải bảo người ta là đừng đi ra ngoài nhá. Tiếp theo mời bạn Trang đọc lại câu đấy ạ. Yogi mani namien pake naka chimaseyo. Trời ơi, lại còn naka chimaseyo nữa. Nếu mà ốm, nếu mà sốt nặng thì còn phải đi ra ngoài. Naka chimaseyo. Nagachimaseyo em ơi. À, Nagachimaseyo. Khuyên người ta đừng chứ em lại khuyên người ta hãy. Nagaseyo đấy là hãy đi ra ngoài, còn Nagachimaseyo là đừng đi ra ngoài. Hai cái này ngược nhau nhé. Nào mời bạn Hiếu ạ. Yori mani namien pake Nagachimaseyo. Ok. Thế bây giờ chúng ta sử dụng cái ví dụ như thế để chúng ta nói dưới này. Bốn người chúng ta sẽ làm bốn câu. Đầu tiên sẽ làm Ngọc đi. Ngọc làm câu số 1. Bạn Hà làm câu số 2. Bạn Trang làm câu số 3. Và bạn Hiếu làm câu số 4 ạ. Đấy là tôi làm cho bạn Ngọc câu đấy rồi đấy. Ngọc nhìn thấy chưa Ngọc? Thấy rồi. Kê xúc. Kê xúc tô. Em ơi, kê sốc nhá, không phải kê xúc đâu nhá. Kê sốc. Kê sốc. Kê sốc tu ham miên. Thô, chứ không phải thô. Thô hoa miên, kê sốc thô ham miên. Ba bân mực chimas, chimas hiệu. Đúng rồi, em đọc lại cho nó trơn đi. Kê sốc thô ham miên. Ba bân mực
Chimasiu. Rồi, đọc lại. Kesuk to hamien pa pa pun mak chimasiu. Rồi, còn ấp úng cứ phải đọc lại nhỉ. Kesuk to hamien pa pun mak chimasiu. Nếu mà liên tục mà bị nôn thì đừng ăn cơm nhé. Thảo Ngọc đọc đi đọc lại mấy lần đi nhá. Rồi bây giờ mời bạn khác ạ. Mời bạn Hà đúng không ạ? Vâng ạ. Yori-ren ha-mien. Yori-ren ha-chi-ma-seo. Son-un te-ut. Te-ut. À vâng ạ. Son-un te-ut su-mien. Yori-ren ha-chi-ma-seo. Đúng rồi. Nếu mà bị bỏng tay thì đừng có nấu ăn. Và tiếp theo là bạn Trang ạ. Xin mời. 계속 선사를 하면 아리스 그 림은 지 마세요. 먹 끝 đâu rồi? 먹 지 마세요. Quan trọng nhất là cái ăn, đừng ăn. Nè. Tiếp theo này, mời bạn Hiếu câu cuối cùng. 밥 먹은 비었으면 많이 비었으면 em ơi. Yes, mien. Vâng. Yes, mien. Mani kuchimaseo. Rồi. Bây giờ mời Ngọc đọc lại câu số 1 ạ. Kesok to hamien. Papun. Papun. Mak chimaseo. Ôi. Cho dừng lại từ nãy giờ mà chưa không biết đọc lại được mấy lần rồi. Sao mời Hà đọc lại câu số 2 ạ. So nên te os mien. Yori-ren hachimaseyo. Ok, mời Hà, mời Trang. Kesok gansarun hamien aisu akisu kurimun mok chimaseyo. Ok, mời Hiếu ạ. Amokun piasumien mani kut chimaseyo. Đấy nhá, chúng ta lưu ý như vậy nhá. Nếu người ta bị triệu chứng nào đó, nếu người ta bị cái gì đó thì chúng ta tư vấn cho người ta đừng làm cái việc gì khác, được chưa? Tiếp theo chúng ta có phần trông bô là kha trông bi sang giác là bộ dụng cụ sơ cứu gia đình. Thì ở đây chúng ta lưu ý là có một cái tủ thuốc đấy ạ. Nó bao gồm các loại thuốc đấy ạ. Ví dụ bị xước chân thì chúng ta khuyên người ta là hãy bôi thuốc mỡ. Đấy. Ở đây chúng ta có mấy cái loại thuốc này. Đầu tiên là thuốc viên là Alec là thuốc viên. Alec Yongyang Che. Yongyang đây là dinh dưỡng. Che là một cái thể loại thuốc dinh dưỡng. Hoặc chúng ta dùng là thực phẩm chức năng cũng là Yongyang Che. Alec ăn nét là nước là thuốc mắt, thuốc nhỏ mắt đấy. Sô tốc nhắc, sô tốc đây là sát trùng, nhắc là thuốc ạ, thuốc sát trùng. Pan chang go, pan chang go đây là băng dính y tế. Băng dính y tế. Bông tê là bông băng. Bông tê là bông băng. Bông tê. Yên cô là thuốc mỡ. Các bạn ở Việt Nam mình bôi yên cô rất là nhiều đấy ạ. Rồi passu. Passu cao dán đấy ạ. Salon pass đấy ạ. Nhá. Pen thử đây là băng gô. Pen thử. Băng là đứt tay một chút mình dán vào. Nhá. Ok. Đấy là như tủ thuốc trong gia đình ạ. Ở đây ạ. Giác thuốc khi mù lươn thạc thư miền. Nếu mà hiệu thuốc đóng cửa thì sao? Đấy. Vào buổi tối hoặc ngày lễ khi mà hiệu thuốc đóng cửa thì bạn có thể mua các sản phẩm sơ cứu từ các cửa hàng tiện lợi.
Họ bán thuốc cho cảm lạnh và ho, cảm cúm, khó tiêu, sốt, giảm đau. Tức là ở với những cửa hàng tiện lợi sẽ bán luôn cả những cái loại thuốc đó. Thì ví dụ như là bị cảm cúm thì sẽ uống là cam kỳ áp nhá, thuốc cảm ấy. Ở bên Hàn nó sẽ phối thành một liều thuốc cảm các bạn nhé, chứ không phải là có một viên là thuốc cảm đâu. Ví dụ bị cảm cúm chẳng hạn, người ta cho mấy loại cùng với nhau ấy. Và các bạn lưu ý là ở Hàn Quốc ấy là người ta sử dụng kháng sinh ở mức độ 1 cho các bạn nhé. Ở Việt Nam mình là kháng sinh dùng ở mức độ 3 rồi đấy. Các bạn cứ mỗi lần khi ốm các bạn bao giờ phải uống 2 viên thuốc đúng không ạ? Các bạn có đúng không? Kể cả paracetamol các bạn cũng uống 2 viên đúng không? Khi đau đầu chẳng hạn. Thực tế mỗi một viên là 500 mg đấy. 2 viên là 1000 mg đấy. Cho nên ở Hàn ở Nhật ấy là họ chỉ điều trị là 250 mg nhưng mà kéo dài trong khoảng độ 2 ngày. Các bạn hình dung ra không ạ? Tức là nó không dùng liều cao như Việt Nam. Thuốc ấy, riêng thuốc ấy đã dùng liều cao rồi, lần sau bị lại phải dùng liều cao. Chứ dùng một viên khó. Khó nhá, cam kỳ giác. Tiếp theo là Sohoa chê là thuốc tiêu hóa rồi. Nhá. Tiếp theo chúng ta có Chin thông chê là thuốc răng, thuốc đau răng. Mà Việt Nam mình chúng ta có liều là kháng sinh răng miệng. Heyeon chê là thuốc hạ sốt. Heyeon chê, thuốc hạ sốt. Cái này đặc biệt nhà có trẻ con kiểu gì cũng có thuốc hạ sốt này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là phần EPS topic để chúng ta làm luôn các bạn nhé. Chúng ta làm luôn các bạn nhé. Quả. 26과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. 3번 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네. 알겠습니다.
Chúng ta làm luôn phần đọc nhé.
Mọi người làm xong chưa? Mọi người xong chưa? Nè, xong rồi ạ. Ngọc xong chưa Ngọc? Rồi. Rồi, Hiếu xong
Ok. Và chúng ta phần nghe đây ạ. Phần nghe đầu tiên là người này đau ở đâu ạ? Yishimyukwa EPS topic 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 이 số 2 đúng không các bạn? 네. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. 3번 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. 이 câu hỏi này các bạn có hiểu không ạ? 이 사람은 người này nhá, 어디를 다쳤습니까? 다치다, 다치다 đây là bị thương. 다쳤습니까 là bị thương, đã bị thương đúng không ạ? Người này đã bị thương ở đâu? Cái câu số 3 chúng ta chọn gì mấy ạ? 1 đúng. Câu 4, câu 5 chúng ta nghe. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. Chúng ta nghe một câu chuyện và chúng ta trả lời cho hai câu hỏi. 어서 오세요. Chúng ta cùng nhau dịch nhé. 어서 오세요 là gì ạ? Xin mời vào. 어떻게 오셨어요? À đây đây có việc gì đúng không ạ? 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 이 네. 머리가 아파요. 엠냠 머리가 아파요. 열이 나고 열이 나고 머리가 아파요. 솥 và đau đầu. 언제부터 열이 났어요? 솥 từ khi nào? 언제부터 열이 나요? 솥 từ khi nào? 아침부터 그랬어요. 아침부터 그랬어요. Từ buổi sáng đã như vậy rồi. 여기 약을 드릴게요. 아, 여기 약은 드릴게요. 아, tôi sẽ cho thuốc ở đây. 밥을 먹은 후에 드세요. Sau khi ăn cơm thì hãy uống. 네, 알겠습니다. Vâng, tôi hiểu rồi. Thế cái này ạ, câu 1 là đây là ở đâu ạ? Thuốc, dạc thuốc. Dạc thuốc. Dạc thuốc. Thuốc. Câu số 2 là người con trai này đau ở đâu? Mereka apako yuri. Apako yuri. Đúng rồi. Trong cái đoạn hội thoại người ta đặt cái Yoninavu Murika Apayo, đặt cái Murika Apa nó về sau. Đấy. Ok, bây giờ đến đây rồi các bạn. Tiếp tục phần Ilki. Ilki ở đây. Câu 1 chọn gì mấy ạ? Cái gì đó tôi biết rồi.
Gợi ý mấy các bạn? Ba. Ba, cam kia cơ sở, đúng rồi. Câu số 2 chọn ý mấy ạ? Ồ, 2. 2 ạ. Số 2, đây là Sôn bị, Sôn đã bị gì ạ? Đã bị bỏng đúng không ạ? Bỏng. Tay đã bị bỏng. Thì bạn Hốc Chi không biết là bạn có cái gì đó không? Để đợi tôi một chút. Bị bỏng thì bôi thuốc mỡ ấy, chẳng nha, bị bỏng rát cao hay bị bỏng uống thuốc tiêu hóa hay là uống hạ sốt. Tiếp theo câu số 3 thì chúng ta chọn ý nào? Hai. Hai. Hai đúng rồi. Ojika Abuzeo đây là câu hỏi đúng không ạ? Thì Achimoto kế giúp Sơn Sa Hiểu, quan trọng nhất là cái đoạn Sơn Sa Hiểu. Câu 4 đến câu 5, cái này hơi đánh đố nhau một chút này. Câu 4 này, nhìn vào bức tranh này. Đây một việc. Kim Ji-soo nim, Kim Ji-soo đây. Haruwe yagun miết bơn mở cơ gia hàm ca. Một ngày, nhá, uống một ngày lần. Phải uống thuốc mấy lần? Thì ở đây các bạn nhìn này, Haru. Tham huê. Tham huê là 3 lần các bạn nhé. 3 lần một ngày. In bun. 2 ngày. 2 suất. Tức là cho 2 ngày. Me xích khu xăm chi phun phục dùng. Tức là mỗi khi ăn, mỗi sau khi ăn 30 phút. Sau khi ăn 30 phút. Ok. Một lần uống một phô xích. Tức là một cái túi. Mỗi lần uống một túi. Đây uống 3 lần nhé các bạn nhé. Câu 5 này. Đọc cái nội dung và thì hãy chọn cái giống với nội dung mà bạn đọc được. Đây là cái đoạn xin nghỉ. Phan Trang Nim, Monica Eo, tôi là Monica. Onen no mu avato, thuê say một căm đi ta. Hôm nay là vì ốm nặng quá nên không đi công ty được. Oje chonyeok buto baega apugo geosok seonsa haesseoyo. Hôm qua từ buổi tối đau bụng và liên tục là bị đi ngoài. Oje yakugeseo yakeun sa meogeunneunde ajikdo apayo. Hôm qua đã mua thuốc ở hiệu thuốc rồi nhưng vẫn rất là đau. Oneul achimeneun yeondo naseo. Oneul suy đi cô hiểu. Hôm nay buổi sáng ấy, thì có thêm là sốt nữa. Thế nên hôm nay là định nghỉ. Thế xong rồi mình ra. Ở đây chúng ta sẽ chọn ý nào các bạn? 4. 4 ạ. 4. Đúng rồi, 4. Oje, oje 저녁부터 배가 아팠습니다. Đấy, cái số 1 này. 지금 아프지 않습니다. Bây giờ không bị đau. 오늘 회사에 갈 것입니다. Hôm nay sẽ đi đến công ty. Câu số 3 là 어제 약국에 못 갔습니다. Là hôm qua đã không đi đến được hiệu thuốc. Đấy, 3 câu trên đều sai đúng không ạ? Chỉ còn mỗi câu dưới đúng không ạ? Đây, tổng lại chúng ta được bao nhiêu câu rồi các bạn? Chín ạ. Chín ạ. Hà Trang chín. Ngọc mấy câu rồi? Chán lắm. Hả? Chán lắm. Ghi vào góc nha. Chán lắm ghi vào góc nha. Sau này bọn trẻ con nó còn nhìn thấy bố ngày xưa học nha. Yếu là mấy yếu? Em đúng hết ạ. Đúng hết, 10. Ghi vào góc nha. Ok, hôm nay chúng ta học đến đây các bạn nhé. Nói chung các bạn học để ý vào. Video thì hôm nào thầy giáo cũng lưu lại. Và sẽ gửi lên trên nhóm để các bạn xem lại nhé. Các bạn cũng chuẩn bị bài 22, bài 27 luôn nhé. Nè. Ok. 쉬세요. 오늘 여기까지 공부합니다.
안녕히 주무세요. 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 네, 인사합니다. 안녕히 계세요.